Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tô vẽ một bức khinh khí cầu có hình chú mèo, hình mặt mèo. Và chúng ta cùng nhau đi vào trong cái series tô màu ngày hôm nay nhé. Thank you.
Về đây ta. Hả? Lát nữa. Lát nữa. Tao làm gì? Đang làm gì à? Chạy đâu rồi? Cái phần tô bức tranh của khinh khí cầu hình mặt chú mèo này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe và nhấn nút chuông thông báo để nhận được những cái video sớm nhất trên kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.